Dạ, mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Cuộc Sống Sài Gòn TV nha. Hôm nay quay trở lại hai hot boy bánh cuốn Tây Sơn chú Quân nè, ông bà, cô chú, anh chị và các bạn ơi. Địa chỉ là đối diện trường Đại học Lao động và Xã hội, địa chỉ là 1018 đường Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 nha ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Dạ, hướng đây là mình chạy thẳng tới là đường cầu vượt Quang Trung nè, ngay chỗ bánh xèo nhí nè ông bà, cô chú, anh chị và các bạn ơi. Dạ, hôm nay quay trở lại bánh cuốn của hai hot boy. Thời gian bán của các bạn là từ 16 giờ cho đến 22 giờ hàng ngày. Giá bánh cuốn thì là 15k và 20k nha ông bà, cô chú. Dạ, ngoài ra là còn có bún thịt nướng nữa. Cái này là có ship nữa nha. Dạ. Số điện thoại là 034 60 32220. Hai thanh niên. Bánh cuốn này theo bao gồm có trứng nè, thịt nè, rồi một ít rau á, rau sống á, xà lách rồi ngò rồi. Các bạn có giải thích là lý do tại sao mà phải đeo một bao tay? Ủa, nói ra là em tên gì? Tên Quân. Tên Quân hả? Dạ đúng rồi. À, đây là chủ Tên Quân nè. Còn em tên gì? Em tên Dầu. Dầu hả? À? Quân Dầu. Hai bạn. Em mà tên Nhanh nữa là Nhanh Dầu. À, từ Nhanh là Nhanh Dầu đúng không? thì nhúng làm luôn. Đặc biệt đó là nước tương đậu quá. Các bạn làm sẵn luôn để trong hộp nè. Khi mà khách mình mua mình mang về đó rất là thuận tiện. Nước tương đậu nha. Dạ. Bình Định đó là nổi tiếng về bánh xèo tương đậu đó, là cũng khá là nổi tiếng về cái món này. Và đây là Tây Sơn. Tây Sơn là cũng ở Bình Định luôn nha ông bà cô chú. Nhưng mà kết hợp lại đó là bánh cuốn. Làm bánh cuốn. Chấm bánh cuốn. Khách tới đây thì các bạn ngồi ở đây. Kia là góc đường, đây là đường Tô Ký và đường Nguyễn Ánh Thủ, ngay chỗ góc ngã tư đường Tô Ký và đường Nguyễn Ánh Thủ luôn. Ớt không? Ớt không? Ý là ăn ớt không? Bỏ vô bịch đó. Đây là thịt nha ông bà cô chú, thịt các bạn làm để đó. Thịt xào á các bạn làm. À, đây là anh Quân. Anh Quân đây là để là chú Quân. Sao không để anh Quân mà để chú Quân ta? Để làm tới già luôn à. Hả? Làm tới già luôn á, mình tưởng là lớn tuổi rồi. Chú lớn tuổi rồi. Và một cái đặc biệt đó là một bạn thì ở Đắk Lắk, một bạn ở miền Tây. Các bạn trẻ ngồi kia thưởng thức nè. Mình có mấy chi nhánh rồi? Mới mở có một cái này thôi anh. À, mới có cái này thôi hả? Đúng rồi. Vậy là bạn đồng nghiệp trong cơ quan của anh nó nhận nhầm rồi. Chắc nhầm rồi. Chắc nhầm rồi. Ý là có thấy người chưa hay là chỉ nghe bán bánh cuốn thôi? Thấy người kêu bà con họ. Ý bà con họ nhưng mà anh đó ở đâu? Anh ở Tây Sơn luôn. À vậy không? Tây Sơn luôn mà. Em không có quen ai ở Bình Định hết. À, không ai quen ai ở Tây Sơn đúng không?
không ra gọi thử. Cái số điện thoại đó là gọi điện là ship hả Quân? Dạ không, tụi em có đặt qua app anh. À, có app Shopee, Bi với lại Grab. À. Có đặt qua đó, cũng tên cũng, vậy luôn. Cũng tên này luôn á hả? Dạ đúng rồi. Là bánh tráng, bánh tráng phồng á, là giòn. Có hồi nào khách nói làm cái bánh bự không Quân? Có nhiều khách nữ kêu anh có thể làm nhỏ hơn được không? À, đây là cắn ngập mồm luôn. Bây giờ về là hơi kẹt xe. Bây giờ là giờ tan ca đó không bà, cô chú anh chị và các bạn. Giờ tan ca hơi kẹt xe. Khách đặt online hả? Dạ. Hay là mình làm trước? Làm sẵn á. À, làm sẵn đúng rồi. Có khách là tới là mình lấy liền cho cũng nhanh đúng không? Cho nhanh. Cứ để đơn Grab rồi đó. Grab là cái quán chú Quân đúng không? Quán chú Quân là trên nhà. Rõ cái tên này là ra. À, rõ chú Quân là ra đúng không? Rồi các bạn làm xong rồi bỏ trong bình sẵn nha. Để lên đây nè. Đường Tô Ký đây là một trong những cái con đường mà huyết mạch cũng chạy về quận Gò Vấp đó ông bà cô chú anh chị, về đường Quang Trung á. Dạ. Đây là qua cầu vượt Quang Trung á. Hướng này là đường Tô Ký này là còn gọi là đường tỉnh lộ 15 nha. Đây là chạy về Củ Chi á, chạy về bến Dược Củ Chi á ông bà cô chú anh chị và các bạn. Cứ đây chạy. Cứ liên tục chạy thẳng luôn hả? Dạ. Các bạn vừa làm vừa coi app. Anh miếng á. Bên kia ngồi thưởng thức kìa. Cho anh chơi nước sâm đi. Dạ. Ok. Có nước sâm nhà nấu nữa, các bạn nấu nước sâm nữa, nước sâm cũng rất là ngon. 6.000 một chai. Cái hồi mà khách mà mua nhiều Quân, nhiều nhất là bao nhiêu cái Quân? 18 cuốn. 10 cuốn hả? 18 cuốn. 18 cuốn.
nhiều nhất là 18 cuốn. Còn 10 cuốn với 15 cuốn thì nhiều lần lắm. Là khách đặt qua app luôn á hả? Qua app cũng có, mua tại nơi cũng có. À. Tại vì qua app mà em đang chạy chương trình là cứ 200.000 là được tặng một lon Coca. À. Tức là 200.000 nếu mà ông bà cô chú mà đặt qua app ấy, là tặng được một lon Coca nha. Tức là một cuốn cứ 15k đó là đặt đủ 200.000 thôi. Đúng rồi. Là được một lon Coca. Đây là thanh niên ở quê Đắk Lắk. Kia là thanh niên quê ở An Giang. Cái này chuẩn bị lâu không Quân? Dạ sáng chắc tụi em chuẩn bị khoảng mấy tiếng á. À chuẩn bị buổi sáng luôn á hả? Đúng rồi. Cái này là rau sống theo kiểu miền Trung nha ông bà cô chú anh chị. Đúng và rồi. Các bạn. Đó, giá rau có rau sống là rau theo kiểu miền Trung á. Trà lách rồi các loại rau vô. Rau thì tối phải đi chợ lấy trước. Tối đi chợ trước. Đúng rồi. Xong sáng ngày làm. À. Tại vì chỉ mắc cái công đoạn của cái việc làm thịt với lại sáng phải lột trứng. À. Làm thịt là cực chứ hả? Như hết cái thịt đó là mình sẽ làm tiếp cái khác ha. Dạ đúng rồi, cái này là làm mỗi ngày. Còn cái này là mình chiên hay đâu nè? Dạ chiên ạ. À cái này là mình chiên hả? Cái này thì thường thường là tụi em chiên là để bán cho một tuần hay là 10 ngày luôn. À. Do chiên mỗi lần là một bao đó. 6-7 bao này. À. 6-7 bao lớn. Nước đậu là mình làm luôn. Mình làm mình đúng rồi, mắm đậu là mình tự làm tự nấu hết. Mắm đậu là theo kiểu của Bình Định đó. Bình Định là nổi tiếng về mắm đậu á. Dạ. Đó là nước chấm tương đậu á. Bánh xèo nước chấm tương đậu. Dạ. Bây giờ đây là bánh cuốn nước chấm tương đậu. Anh thấy là có đợt anh về ngoài đó có chấm thêm nước mắm cái của mình á. À, cái. Nước mắm đó mắm, sáng mắm, cái dậy xong cái mình đông vô đây thôi. Ờ không, cái nước mà ở ngoài Tây Sơn á, có đợt anh ăn á là có vừa nước tương đậu này nè, thêm một cái nước là mắm nêm á, mắm nêm theo kiểu miếng này, mắm nêm á. Nhưng mà cái nó có con á Quân. Ừ. Bữa giờ nghỉ mấy ngày, bữa nay mới bán lại bữa đầu tiên. Ủa? Mấy bữa nay nghỉ hả? Dạ đúng rồi, em nghỉ 5 ngày. Bữa nay về quê hả? Dạ đúng rồi, về quê có việc. Đây mới bán lại bữa đầu tiên. À, anh cứ tưởng. Ủa anh Hà mới ghé quay đây là... Anh Hà ghé quay là cái bữa đó là... Xong cái bữa đó là nghỉ á. Hà đó hả? Bữa cuối cùng. Anh cứ tưởng mấy bữa nay bán chứ. Dạ. Vậy là bữa nay bữa bán lại. Đúng rồi, bữa nay bán lại. Em quay các bạn là lúc trước là khoảng tuần hơn tuần á bà cô chú. Hôm nay chia sẻ lại cho bà cô chú anh chị và các bạn. Buổi chiều đường đây cũng kẹt xe ghê đó. Dạ đúng rồi. Đường đoạn đây. Đoạn đây em thấy cũng kẹt xe quá trời luôn. Đường Nguyễn Anh Thủ á là rất là nhiều món đó nha. Đường Nguyễn Anh Thủ. Rồi, đây là anh để chú Quân, đây là ông tưởng tên Quân. Anh để là chú Quân, mình cũng nghĩ là cái tên đây là chắc là chú Quân là cũng lớn tuổi lắm, rốt cuộc là không có chi nhánh. Mới thanh niên mới cái... chắc em hôm nay âm mấy hả? Dạ 27. 27. Mấy cuốn anh? Mấy em 3 cuốn vậy? 3 cuốn 15 hả? Ớt đầy đủ hả anh? Các bạn làm rất là nhiều luôn. Làm để rồi em cảm ơn.
Do bữa có nói với anh Hà kêu là em nghỉ mấy ngày mất công sợ ra quay á. À. Ừ. Mình với anh Hà cũng thường quay bánh xèo nhí lắm. Dạ. Các bé ở đây nè. Để chẳng là khi khách tới cái làm khách tới là có liền, làm xong là bỏ vô trong bịch nên là cũng rất là sạch sẽ vệ sinh. Đây là nãy có cái công ty đây nè ông bà cô chú, công nhận ra quá trời luôn, công ty màu tím. Hôm nay ngắm phố phường Sài Gòn luôn hả? Ngắm đường cái phố phường Sài Gòn, đường Tô Ký luôn. Trường Đại học Lao động Xã hội cơ sở 2 ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhi lên chưa? Tiếp tục quân làm mấy cái nữa để là khách tới là có liền. Thấy clip đăng lên quá nhiều chờ người coi luôn. Anh có đăng fanpage của Facebook đó đó. Làm cho anh mấy cái luôn, gói mấy cái luôn, 5 cái đi. Dạ. Cho mấy bé bánh xèo dí. Gói cho một cái khổng lồ đi. Cái bự gom lại đó làm cái khổng lồ đi. Thử tới bé ăn nổi cái khổng lồ không? Rồi làm một cái khổng lồ cho trăm anh Hà Anh với Gia Kiệt bánh xèo nhí nha. Thử. Rồi rồi xíu xong bán này em làm. Bây giờ làm quân sẽ làm một cái khổng lồ nha. Chắc ba đứa nhỏ đó ăn cái 20 là thấy no rồi đó. Cái 20 à. Chỉ là 1018 đường Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12.
Dạ. Số điện thoại đặt hàng ông bà cô chú anh chị. Dạ ơi, qua cuốn cái. Hai thanh niên, hai hot boy. Cũng bà đó đi. Bữa nay chắc khách tưởng tụi em còn nghỉ. Hả? Đúng rồi, khách tưởng nghỉ, cho nghỉ 3-4 ngày. Hôm bữa dán cái bảng này mà ai lột ra. À, dán cái bảng là nghỉ á hả? Đúng rồi. Nên là người ta tưởng là nghỉ. Nghĩ là dán để cho biết ngày nghỉ á. Ừ, đúng rồi, phải ta lột nghỉ ra. Ngày nào là mình phải dán ngày đó chứ không mà. Tám cuốn kìa. Là cái này lấy mấy cuốn á anh? Cho anh 5 cuốn đi. 5 cuốn to như vậy là hết luôn hả? Hay là 3 cuốn này 2 cuốn kia? Ừ, cũng được. Mấy gì? 2 cuốn kìa. Sao em? Rồi, đợi anh xíu nha. Cho khách trước đi em. Anh lên đi. Nè, 3 cuốn này 2 cuốn kia. Này của anh đó 2 cuốn luôn. Mấy cuốn em? Cuốn đặc biệt. Các mình mà ăn sao 8 cuốn như vậy? Nghe anh trai anh cũng cười à. Mình ăn 8 cuốn, mình ăn cuốn là mình ná thở rồi. Thôi khách kia Quân ơi. Cuốn 15-20 chị. 20. Cảm ơn ông bà cô chú nha. Hẹn gặp lại ông bà cô chú chị và các bạn trong video tiếp theo của em. Nhớ like, subscribe và chia sẻ giúp em nha.